chào mừng các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em dòng xe tải Zack 99, là một dòng xe mà được quý khách hàng rất là tin tưởng và lựa chọn. Hiện tại thì dòng xe này là đang có số lượng bán là rất là lớn. Và vì sao như thế? Thì các bạn và mình hãy tham khảo và từ bên trong bên ngoài đến nội thất, và vì sao nó là được mọi người tin tưởng nó. Và chiếc xe chiếc 99 này, phần đầu xe là được thiết kế rất là đẹp, cực kỳ hiện đại. Nó tựa như là theo chủ của xe Hyundai về ngoại thất, rất là đẹp cực kỳ. Cùng với hệ thống đèn chiếu sáng halogen chiếu sáng thì đèn xe thì đã được khẳng định ở thị trường Việt Nam rồi. Thì bây giờ anh em mình hãy tiến vào trong cabin xe, mình xem để cái thiết kế của xe nó mặt như thế nào nhé. Cực kỳ chắc chắn. Điều đầu tiên khi mà mình cái tay mở của xe Zack nó hiện đại. Khi mình Zack thì được cái là mở rất là rộng, tư thế lên rất là thoải mái, cực kỳ rộng. Xe phiên bản máy xăng kính này còn kính cánh tay. Cái này có hộc để làm bằng nhựa cao cấp để chứa đồ. Thì ngồi trên xe X5 thì phiên bản rất là cực kỳ rộng và thoải mái. Bên này là một cái đặc điểm là để mà khi mà chúng ta vận hành xa đó thì có cái cục này để mình gác cho đỡ mỏi chân. Về tiếp theo mình bây giờ mình sẽ nổ máy đi, nổ máy cho anh em cảm nhận được cái độ êm và cái độ hiện đại của nó. Đây. Xe máy rất là bốc, xe động cơ xăng hay là động cơ rất là bốc, 1.3. Thì mình sẽ quay vào cái phần trong cabin xe. Đây, đồng hồ tắp lô của xe, báo xăng này, còn tơ mấy, hiện đại, cực kỳ hiện đại. Xe thiết kế vô lăng 4 chấu tích hợp còi và một cái logo Zack. Hiện tại là máy quạt đang quạt rất là mát. Xe được trang bị sẵn máy lạnh, hệ thống điều hòa, cực kỳ nóng. Xe bật máy lạnh. Xe trang bị hai chỗ ngồi rất là rộng rãi. Hộp số 5 số tiến, một số lùi. Bên này có một cái hộc để đồ, hộc máy quạt. Loa để giải trí FM radio và có sẵn cổng USB. Đây, cổng USB để giải trí. Này giờ mình bật máy quạt. Cửa sổ vô cửa sổ trời. Xe có dung tích xi lanh là 1.3. Động cơ là công nghệ Isuzu, bảo hành 3 năm, rất là chắc chắn. Anh em mình tiến ra sau để xem cabin xe nha, thùng xe rất là rộng, lên xuống rất là thoải mái, dành cho hai người, rất là nhẹ nhàng. Đây, về ngoài xe thì xe trang bị 6 lốp đồng nhau Consumina với cỡ lốp là 6R13. Một chỉ cần một cái bình ắc quy thôi. Phía trước là xài nhíp này, rất là bảo đảm, rất là giúp cho người tài là ngồi rất là êm. Xài nhíp trước và sau, xài nhíp lốc lạnh. Xài nhíp lốp sau là đồng lốp. Zack trang bị một cái hộp để chứa đồ nghề hoặc là cái vật dụng ở phía sau. Đèn sau này, một bánh sơ cua. Đây, xe có thùng kính thì trang bị có mở cửa hông để vận chuyển hàng lên xuống là thuận tiện.
Với kích thước thùng là chiều dài 3m2, rộng 1m62 và cao 1m55, chứa hàng và làm dòng xe có lượng hàng rộng nhất trong phân khúc xe 1 tấn. Bình dầu này thì được chứa 50 lít. Bình dầu 50 lít làm bằng nhựa cao cấp chống cháy nổ. Một chiếc xe đáng đầu tư, đáng đồng tiền. Xe có trị giá hơn 250 triệu. Mà đặc biệt cái liều xe rắc này hỗ trợ ngân hàng rất là tốt, trả trước tầm khoảng là 30 triệu là nhận xe, hỗ trợ toàn quốc. Thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn và gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.